và mục đích của chương trình trong ngày hôm nay cùng với ban tổ chức. Và thành phần quan khách chúng tôi nhận thấy có Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, Hội đồng đại biểu là Chủ tịch Bác sĩ Võ Đình Hữu từ Pomona cũng có mặt ở nơi đây. Và có Chủ tịch Hội Ái hữu Hải quân Cửu Long và Ban chấp hành ông Trương Văn Song, cũng như là ông Trần Bạch Thu, Quốc gia Hành chánh miền Nam California, và ông Nguyễn Văn Sáu, ông Võ Văn Bằng, cựu nghị viên Hội đồng tỉnh Thừa Thiên, và có anh Billy Lê, cựu Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam, và bây giờ anh làm việc tại văn phòng chánh lục sự quận Cam, anh Hughes Nguyễn, tức là Hiếu Nguyễn, và có ông Phạm Ngọc Thịnh, cũng như là của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Có ông Nguyễn Thành Đạt, trung tá, trung đoàn trưởng, trung đoàn 40, sư đoàn 22. Rất tiếc là những người ghi tên hơi tháo, nên nếu Minh Phượng có đọc sai, xin quý vị niệm tình tha thứ. Bà Lê Thị Đường, hiệu trưởng nữ trung học Quảng Ngãi. Thầy Trần Hà Thanh là cựu giáo sư trung học Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Thầy Nguyễn Văn Phú, cựu giáo sư trung học Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Bà Phạm Thị Kim, cựu giáo sư trường nữ trung học Quảng Ngãi. Và bà Bùi Kim Anh, phó chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời anh Quang Việt. Ngày Quốc hận 30 tháng 4, tháng Tư đen, thế hệ thứ ba sẽ phát biểu ý nghĩa trong ngày này. Giáo sư Võ Khôi đang giảng dạy môn toán học tại Đại học Long Beach, đồng thời cũng là người đã âm thầm đóng góp nhiều công tác an sinh xã hội giúp cho đồng hương tại miền Nam California. Xin mời giáo sư Võ Khôi. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, quý tổ chức, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý đồng hương, quý anh chị em, thanh niên, học sinh, sinh viên, quý vị đại diện dân cử. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 năm 1975, một tuần sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, tại một ngôi nhà nhỏ ở miền quê gần Sài Gòn, một đám người bước vào và tuyên bố với người nông dân hiền lành rằng đất ruộng của ông nay sẽ bị trưng công và chia lại cho người khác. Một tuần sau, người nông dân ấy vì quá uẩn ức nên đã qua đời. Con cháu ông phải tha hương mưu sinh khắp nơi. Kính thưa quý vị, người nông dân ấy chính là ông ngoại của cháu. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều thuyền nhân sau biến cố năm 1975 đã phải tìm đường tự do vượt qua bao hiểm nguy, và không biết bao nhiêu người đã bỏ mình nơi rừng sâu, nơi biển cả. Chúng ta trong những ngày này cũng đang rất đau lòng nhìn về quê hương, nhìn về một nơi mà nền giáo dục suy đồi, đạo đức xuống cấp, khắp nơi chỉ luôn tìm kiếm lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến nhân sinh.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng ngồi lại với nhau để tưởng nhớ và cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng minh đã hy sinh. Cầu nguyện cho các vị anh hùng vị quốc đã tuẫn tiết trong ngày quốc hận 30 tháng 4. Cùng cầu nguyện cho các vị đồng bào đã bỏ mình nơi biển cả, mất xác nơi rừng sâu nước độc, trên đường vượt thoát tìm tự do. Chúng con cũng nhân dịp này xin nguyện làm cầu nối để nhắc nhở cho các em, các cháu ở thế hệ tiếp theo về một tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh cao quý của cha ông trong công cuộc bảo vệ đất nước. Đồng thời, chúng tôi mong mỏi được cùng chung tay góp sức xây dựng thế hệ tương lai với đầy đủ tinh thần trách nhiệm, đạo đức, hy sinh, cống hiến như tấm gương của cha ông. Lời cuối cùng, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian cùng với chúng tôi và xin quý vị cùng nguyện cầu cho một đất nước Việt Nam, cho một dân tộc sớm được tự do dân chủ, người dân sớm được thái bình. Nguyện sinh hồn thiên sông núi, anh linh tiên rồng chứng minh giờ này. À, tiếp nối nhanh chóng, Minh Phượng xin giới thiệu đến quý vị các quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Đại tá Nguyễn Văn Sĩ, đại diện cho Đảng Dân tộc Việt Nam, cựu tỉnh trưởng Bình Tuy. Kỹ sư Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hưng Hội. Thiếu tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, đại diện Liên minh Dân quân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa và Hậu Duệ. Ông Nguyễn Văn Bảy, cũng như ông Vinh Nguyễn, bà Lê Thị Úc là đại diện cho Đảng Dân tộc. Anh Duy Khánh, đại diện Đại Việt. Đại diện cho chương trình phát hình Việt Sky 57.4. Cao Gia, phó chủ tịch ngoại vụ Tổng hội cựu tù nhân chính trị. Nguyễn Hữu Cúc là chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Nam Cali. Michelle Đỗ thuộc Win Financial, cũng như là ông Võ Đức Văn, hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Và chúng con cũng xin giới thiệu theo như danh sách đáng lý, chúng con phải giới thiệu ngay từ đầu, thành thật cáo lỗi, đó là mục sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch hội đồng các dân tộc Việt tộc giáo Việt Nam, và ông Lê Đoàn, cựu chủ tịch cựu tù nhân chính trị Việt Nam, của hội cựu tù nhân chính trị tại hải ngoại. Ông Nguyễn Quang Khanh là chủ tịch học và khu Westminster và phái đoàn cộng đồng Việt Nam Nam Cali, gồm có ông Mai Văn Tử, Nguyễn Hữu Cúc, Nguyễn Kim Bình, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hiền và Lê Thị Hà. Xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và bây giờ thì thưa quý vị, sự chờ đợi cũng như được mời từ ban tổ chức. Như quý vị cũng biết, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những khuôn mặt đã cùng với Việt Dũng trong thời gian hai mươi mấy năm nay, nhưng vẫn miệt mài âm thầm để cất lên tiếng hát đấu tranh. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các anh chị. Trước hết là anh Tuấn Minh. Xin mời anh Tuấn Minh. Các anh chị ở xa nay trở về để tiếp nối con đường đấu tranh, tiếp sức cho Hậu Duệ. Thưa quý vị, chúng tôi tới đây không phải hát cho quý vị nghe, mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng tham gia, để thấy rằng mỗi một người chúng ta phải có trong lòng 30 tháng 4. Và nói thật là thẹn, đôi khi tôi phải nói với con cháu chúng tôi rằng, con có biết ngày 30 tháng 4 không? Ngày tháng 4 đen là những cái ngày mà chính nó, ngày hôm nay tụi con mới có mặt ở đây. Con cháu chúng mình mà nó cũng không biết thì chắc là không có hay lắm đâu. Vậy một lần nữa chúng tôi trân trọng tri ân những người tổ chức và những anh em trẻ.
không là dân Nam, không hiểu hơn mất nước. Ai không là dân Nam, không hiểu đau tan nhà. Ai có cùng quê hương, vòng tay nối đại dương, chung đất mẹ quê cha, đứng lên đòi sơn hà. Tổ quốc nguy vong, biển đông dâng sóng, tuổi nhục vong lưu, tư si anh hùng. Từng phần đất quê hương rơi vào tay bạo cường, bọn phản quốc buôn dân dâng tàu cộng giang sơn. Chúng kia là Nam quan, nơi địa đầu Việt Bắc, xuôi con đường quê hương về thân miền Cà Mau. Năm xưa ngăn giặc tàu đầy lối gót ngoại xâm, cha ông tuôn máu hồng để gìn giữ non sông. Ôi kia là Nam quan, bên này là Bản Dốc, bên kia là Trường Sa, và này là Hoàng Sa. Ôi bao nhiêu mộ phần đầy xương máu tiền nhân, nay vô tay tàu tổng vì mẹ lũ vô nhân. Tiếng thở dài uất bi thương thoát ra từ lòng đất quê hương, tiếng âm hồn ai oán đau thương, tiếng dân Nam xót xa đoạn trường vì quê chiến đấu chết trong rừng sâu, vùi thân lao lý sát phơi chiến hào. Việt Nam không thiếu anh hùng, chẳng lẽ cam tâm yên lòng để mất quê hương trong tay quân vô thần. Ai không là dân Nam, không hiểu hơn mất nước. Ai không là dân Nam, không hiểu đau tan nhà. Ai có cùng quê hương, vòng tay nối đại dương, chung đất mẹ quê cha, đứng lên đòi sơn hà. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi đã viết ra từ tâm lòng đau thương của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, nhạc phẩm mang tên Tiếng thở dài từ lòng đất. Người ta nói cột đèn ở Việt Nam mà có chân thì cũng bỏ nước mà đi, quả là đất đã thở dài. Dài uất bi thương
xót ra từ lòng đất quê hương, tiếng âm hồn ai oán thê lương, tiếng dân oan xót xa đoạn trường vì cuộc chiến đấu chết trong rừng sâu, người thân lao lý xác phơi chiến hào. Việt Nam không thiếu anh hùng, chẳng lẽ cam tâm yên lòng để mất quê hương trong tay quân vô thần? Ai không là dân Nam không hiểu hơn mất nước, ai không là dân Nam không hiểu đau tan nhà, ai có cùng quê hương vòng tay nối đại dương, chú đất mẹ quê cha đứng lên đòi sơn hà, đứng lên đòi sơn hà. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý đồng hương. Có lẽ quý vị đã nghe trong lòng mình nao nhoái, đã nghe những nỗi buồn. Đấy không phải là Tuấn Minh trình diễn cho quý vị thưởng thức, mà chúng ta cùng tham gia và cùng hiểu được cái đó. Bây giờ, một người chị mà đã cùng Tuấn Minh, Việt Dũng, ba chị em đi khắp nơi trên thế giới để hát, bây giờ chỉ còn lại hai chị em Việt Dũng đã ra đi. Xin mời nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Tuấn Minh và Tuyết Mai kính chào tái ngộ quý ông bà cô bác cùng các anh chị em tại Little Saigon. Đi ta đi từ trái tim ta, tình quê hương gieo vang sơn hà. Đi ta đi vượt núi băng non, tụ về đây chào Little Saigon, chào Little Saigon, chào Little Saigon, chào Little Saigon. Dân ta không ngại đấu tranh nên dòng xứ xanh có thêm năm trang hào hùng. Ông cha không ngại dân thân nên những đàn trâu con bước theo thêm đường quật cường. Dân ta lưu lạc bốn phương nên nhớ về cố hương, dẫu cho cách xa miền trung vươn lên sao nhiều bể dâu, dân ta tìm đến nhau phố quen Little Sài Gòn. Chào Little Sài Gòn, chào Little Saigon. Dân ta đi tràn khắp đời mang sắc vàng thắm tươi, sớm lên đến tương rừng cơ khi cây dân chủ kết hoa, ta sẽ về đất cha dưỡng bước trái tim Sài Gòn. Dân ta muốn dòng đấu tranh đáng kiên cường đứng lên cánh tay trong ngăn giặc tàu, nay trên quê người quyết không cho quân công bước chân tới khu Little Sài Gòn. Chào Little Sài Gòn, chào
bây giờ chị Nguyễn Ánh. Cảm ơn thương mến thương mại. Nguyễn Ánh xin chân thành cảm ơn quý vị. Nguyễn Ánh hết sức cảm ơn ban tổ chức. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho Nguyễn Ánh được trở lại Lero Sài Gòn để cùng với các anh chị em nghệ sĩ góp tiếng hát tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, Nguyễn Ánh hết sức là xấu hổ, nhưng Nguyễn Ánh phải thưa thật cùng quý vị là giờ này đã là nửa đêm ở tại miền Đông Hoa Kỳ, mà Nguyễn Ánh thì đi ngủ sớm lắm, cho nên Nguyễn Ánh sợ là Nguyễn Ánh không có đủ hơi để hát, nhưng Nguyễn Ánh sẽ cố gắng hết sức. Nguyễn Ánh xin quý ông bà cô bác và các anh chị em vui lòng tha thứ cho những sơ suất nếu có của Nguyễn Ánh. Xin cảm ơn. Lại về trong dòng nước mắt, bao nhiêu đắng cay tôi hờn uất hận không vơi. Tháng tư đen công thù đã cướp miền đất tự do Việt Nam Cộng Hòa là đất nước ta. Từng nén hương trầm trong ngày quốc hận tưởng nhớ anh hùng vì quốc vong thân, tưởng nhớ anh em đồng bào gia đình chết ở tha phương, chết trên quê hương. Cái cò lặn lội bờ sông gắn chồng tiếng khóc nghi non, thương em già sẵn lòng son một thân đơn chiếc nuôi con thân chồng, bàn tay ai tốt vàng rồng, bàn tay em nức máu hồng tuôn rơi. Nhìn nhau muốn nói vàng lời mà tim xe thắng rối bời tâm can. Cái quà ngày nay không còn gánh gạo, gạo đã thành một quá khứ xa xôi. Cái quà ngày nay xuống biển tìm mồi ngô sắn khoai sù ăn cầm chừng nước mắt tuôn rơi. Cái cò lặn lội bờ ao bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn suối treo non, dùng kinh tế mới nuôi con thai chồng. Biển dâu đã quá ruộng đồng, nhà tan nước mắt vợ chồng chia ly. Chồng đi cải tạo không về, vợ đi tay cuộc tay cài đến quang.
Rồng đi thăm chồng cách núi Ngăn Non. Mưa Sài Gòn còn buồn không em, ta tìm đâu ngày cũ em đêm, những con đường ngập nước mưa đêm, từng quay hát khi đã không yên. Nắng Sài Gòn còn ấm không em, hai hàng cây bóng ngã bên thềm, nắng ban mai xanh màu mắt biếc, gió ban chiều làm tóc em bay. Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn, bờ đại dương em còn chờ ngóng, ta ra đi bơi lũ vô thần, cộng tàn hung cướp mất quê ta. Ba mươi tháng tư lại về trong ngàn nỗi nhớ, trong con bây giờ thành chiến sĩ tự do, cháu con bây giờ ở trên khắp địa cầu, tiếp nối cha ông cờ vàng bay khắp năm châu. Cháu con bây giờ ở trên khắp địa cầu, tiếp nối cha ông cờ vàng bay khắp năm châu. Vẫn còn đây, vẫn còn đây trái tim Việt hồng, vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xanh Việt Nam. Em không hờn gì đời cây đắng, không sơn dù lòng trắng khăn xô, còn hồn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh trong đêm trường phục săn mặt trời. Mai bình minh về rồi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm tạ quý vị. Thưa quý vị, quý vị có đồng ý với Minh Phương là chị Nguyệt Ánh từ Oklahoma trong một chương trình để giúp cho hậu duệ, và chị bay về đây nhưng chị vẫn ca và xứng đáng là một nữ ca nhạc sĩ đấu tranh qua những sáng tác mà chị vừa gửi đến cho tất cả quý vị. Nhưng có một bài mà rất là nhiều quý vị đang yêu cầu chị Nguyệt Ánh tối nay xin chị hát bài mà chị cùng với lại Việt Dũng. Chưa gì em đã khóc rồi, hư quá. Một chút quà cho quê hương. Quý vị có đồng ý với Minh Phượng không? Thưa quý vị, cảm ơn Minh Phượng, cảm ơn tất cả quý vị. Nguyệt Ánh xin phép được mời Phượng Mai lên đây. Xin mời Phượng Mai. Tại vì Nguyệt Ánh biết là Nguyệt Ánh sẽ không hát nổi, nhưng mà Nguyệt Ánh sẽ cố gắng và xin phép để Nguyệt Ánh đàn cho Phượng Mai.
Phương Mai kính chào quý vị. Hôm qua mới nói sao? Chị Ánh, chị Kha không nổi khi chị ca cái bài này. Chị nhớ rất là nhớ là Dũng, người em quý mến của chị. Thì có nhờ Phương Mai để ca thế mà chị Ánh là người đơn. Dạ thưa. Để Phương Mai xin phép thay bà chị. Đối với Phương Mai và chị Nguyệt Ánh là rất có nhiều kỷ niệm ngày xưa ở Âu Châu. Thành thử ra Dũng và chị Nguyệt Ánh là rất là thân với Mai cách đây mấy chục năm trước. Hôm nay lâu rồi mới gặp lại thì chị Ánh thông cảm cho chị Ánh, tại vì chị Ánh sẽ hát cái bài này lên là chị Ánh không có thể nào hát nổi. Em xin phép chị, xin phép quý vị. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con tiếng gang quá đóa đầy. Gửi về cho chị một thước vải, chỉ mai áo cưới hay chỉ mai áo ta. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em mang cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường với thầy. Gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Gửi về cho anh một cây bút mai, anh vẽ cuộc đời với ước mong mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, mẹ pha hồ con nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhẫn lửa, chỉ đốt cuộc đời hay hoang lành mùa xưa. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em ban cho đời tìm đường bước đi. Con gửi về cho cha một viên thuốc ngủ, cha dù cuộc đời trong tứ tù chung thân. Gửi về Việt Nam cùng hát ân cần, mơ ước yên lành trong giấc ngủ.
Cảm ơn Phượng Mai. Cảm ơn chị anh. Cảm ơn. Nguyệt Ánh xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của Nguyệt Ánh đến với tập thể người Việt đấu tranh chống cộng sản trong và ngoài nước. Nguyệt Ánh xin hết lòng tri ân quý ông bà cô bác, các anh chị em thanh niên sinh viên, các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh, cộng đồng, tôn giáo, đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông Việt ngữ, các văn nghệ sĩ đã cho Nguyệt Ánh và Việt Dũng cũng như các bạn của Nguyệt Ánh có rất nhiều cơ hội được góp phần vào cuộc đấu tranh chung của đại khối dân tộc. Nguyệt Ánh hết sức tri ân quý vị. Và bản thân của Nguyệt Ánh, cá nhân của Nguyệt Ánh hết sức ngưỡng mộ và cảm kích các anh chị em trẻ đã và đang dấn thân để đấu tranh cho một cộng đồng Việt Nam vững mạnh và một nước Việt Nam tự do. Và Nguyệt Ánh giờ phút này thì Nguyệt Ánh kính mời các anh chị em văn nghệ sĩ, kính mời tất cả quý ông bà cô bác và tất cả quý các anh chị em cùng hát với Nguyệt Ánh và các bạn bài hát Hát cho ngày Sài Gòn. Hát cho ngày Sài Gòn cuộc khởi. Và anh chị em nào nhớ xin cùng hát theo. Vì có chuẩn bị chưa? Có ai có bài hát không? Có ai có bài hát không? À, có chạy chữ. Đây. Người con của mẹ là Việt Nam. Ơi. Tắt đi, tắt đi. Chỉ có chữ thôi. Quý vị chuẩn bị nha. Chúng ta cùng hát và hát thật là to, hát thật là hăng say. Nguyệt Ánh tin là một ngày thật gần, quê hương của chúng ta, Sài Gòn của chúng ta sẽ được phục sinh trong tự do, dân chủ và nhân quyền. Một lần nữa, Nguyệt Ánh xin được gửi tình yêu của Nguyệt Ánh, niềm tin của Nguyệt Ánh đến với đồng bào ở tại Little Sài Gòn. Nguyệt Ánh ở trên miền Đông, nhưng luôn theo dõi tin tức của cộng đồng ở đây. Và thưa quý vị, trong trái tim của Nguyệt Ánh cũng như là Nguyệt Ánh tin là của rất nhiều đồng bào, thì Little Sài Gòn chính là thủ đô của người tị nạn. Cho nên, mỗi lần nghe được những tin phấn khởi, những đạo luật, những dự luật được ban hành và những cái tin về chống cộng đấu tranh của đồng bào thì Nguyệt Ánh phấn khởi lắm. Cho dù lúc đó là Nguyệt Ánh đang ở trên giường bệnh và bệnh rất nhiều, nhưng Nguyệt Ánh rất phấn khởi. Và dĩ nhiên lòng của Nguyệt Ánh cũng trùng xuống, cũng đau đớn khi Nguyệt Ánh nghe những tin không vui ở tại trong cộng đồng. Thưa quý vị, xin quý vị ước ao trong một ngày thật gần, nếu quý vị còn thương mến, Nguyệt Ánh sẽ được trở lại để hát cho một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và tinh thần chống cộng của chúng ta luôn luôn sẽ là tấm gương sáng cho tất cả các cộng đồng các nơi được nhìn vào. Ước ao thay. Và thưa quý vị, Nguyệt Ánh một lần nữa xin chân thành tri ân quý vị. Và xin mời quý vị cùng hát Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi, bắt đầu từ Sài Gòn nhỏ. Hỡi những người con của mẹ Việt Nam, người con của thành phong đang sống nơi các thôn làng, dù khổ hay ngọc bé từ từng trại giam trên nhà thờ, từ khắp bốn phương trời thật cùng thế giới. Hỡi những người con của Việt Nam, người con quê hương từng nơi sâu thay đâu của chàng, chàng từ biển đông lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam. Freedom. 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 Freedom for Việt Nam. Freedom for Việt Nam. Xin kính nằm. Cảm ơn quý vị. Và Nguyệt Ánh ước ao trong một cái dịp khác, quý vị cho phép, Nguyệt Ánh sẽ trở lại Little Sài Gòn để cùng với tất cả quý vị, quý đồng bào, chúng ta lại tranh đấu cho một Việt Nam yêu thương của chúng ta. Và Việt Nam đó chắc chắn phải được phục sinh trong tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin kính mời Giám đốc của Sở Thủy Cục Orange County, luật sư Dina Nguyễn. Cảm ơn các anh chị Nguyệt Ánh, Tuấn Minh và Tuyết Mai. Cảm ơn các anh chị thật nhiều và xin các anh chị ở lại với chúng em để chúng ta chuẩn bị cho phần thắp nến. Cảm ơn. Xin quý vị một tràng pháo tay lần nữa đến với lại các anh chị Nguyệt Ánh, Tuấn Minh và Tuyết Mai. Cảm ơn chị Minh Phượng. Dạ, thưa, chúng tôi xin thay mặt cho giám sát viên Hội đồng giám sát quận Cam và nhất là giám sát viên Andrew Đỗ để trao những cái bằng cảm ơn đến với hai hội cựu quân nhân mà đã để ủng hộ chúng tôi tối nay rất là nhiều. Hội thứ nhất đó là hội Thủ Đức, sĩ quan Thủ Đức, và hội thứ nhì đó là hội thiếu sinh quân. Và chúng tôi có hai cái bằng tượng lục xin trao tặng lại cho hai hội và xin phép những người đại diện của hội thiếu sinh quân lên trên sân khấu ạ. Và những người đại diện của hội sĩ quan Thủ Đức. Dạ, từ đây chúng tôi thay mặt cho các quý vị dân cử và cũng là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, chúng cháu xin cảm ơn các ông và chú bác đã ủng hộ chúng cháu trong những cái năm vừa rồi và nhất là ngày hôm nay. Cảm ơn các ông chú bác đến đây rất là nhiều để giúp cho chúng cháu có một cái tinh thần đấu tranh cũng như là nhớ về quê nhà và nhớ về lịch sử Việt Nam. Và mong muốn rằng các ông chú bác sẽ tiếp tục ủng hộ chúng con và tiếp tục cho tất cả mọi người biết rằng là chúng con đang làm việc đúng và làm cũng theo cái việc mà nên làm và cái trách nhiệm của hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đây chúng con xin mời đại diện của Hội Thiếu Sinh Quân nói trước, xong rồi đại diện của Hội Sĩ quan Thủ Đức nói sau. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi được tham dự hôm nay. Thật là một vinh hạnh và chúng tôi cũng rất là sung sướng khi nhìn thấy hậu duệ của chúng tôi vẫn tiếp tục con đường chúng tôi đã tranh đấu bao nhiêu năm nay. Bây giờ tuổi chúng tôi đã già, đó quý vị thấy khi bước lên cũng còn muốn vấp. Thành thử ra rất cần sự đóng góp của cái giới trẻ hôm nay, nhất là các em, các cháu đã được vào dòng chính. Người Do Thái người ta 2000 năm người ta còn lập quốc được, thì chúng ta mới có 44 năm. Và bây giờ các em, các cháu đã lớn, học hành giỏi và đã có những cái chức vụ ở trong dòng chính. Các chú, các bác rất mong muốn các cháu đừng bao giờ quên tiếng Việt và tiếp tục
Còn những cái tuổi già của các chú chỉ biết ủng hộ các cháu được phần nào cứ ủng hộ, và các cháu cứ tiếp tục đi, bởi vì không bao giờ các cháu làm vui lòng được mọi người. Lúc nào cũng có những người không vừa lòng, và lúc nào cũng có những người biết cảm ơn của các cháu. Chúa xin hết lời. Kính thưa quý vị, kính thưa ban tổ chức, hôm nay chúng tôi đại diện Hội Thủ Đức lên đây để cảm ơn quý vị trong dòng chính đã tổ chức cái buổi họp mặt kỷ niệm 30 tháng 4 lần thứ 44 hôm nay. Chúng tôi rất là xúc động vì đây là lần đầu tiên giới trẻ thế hệ tiếp nối đã đứng dậy can đảm nhận lãnh trách nhiệm thay thế cho chúng tôi. Chúng tôi tuy tuổi già sức yếu rồi, nhưng còn một hơi thở, còn một giọt máu, chúng tôi sẽ theo các bạn, và nhất định cuộc chiến đấu này là của dân tộc Việt Nam và của quốc gia Việt, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của nước Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nhất định chiến thắng, dẹp tan quân phá nước và đánh đuổi quân cướp nước, tất cả trông mong ở thế hệ tiếp nối các bạn. Xin cảm ơn. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn luật sư Dina Nguyễn cũng như là các quý vị đại diện lên trên đây để công nhận chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để chuẩn bị sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị cùng giương ngọn nến lên, cùng nhau giương ngọn nến lên để lễ thắp nến xin được bắt đầu. Và thưa quý vị, các nghệ sĩ vẫn còn ở lại. Chốc lát nữa đây, ca sĩ Quốc Anh, ca sĩ Anh Dũng, cũng như là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ và ban tù ca Xuân Điềm. Thưa quý vị, phần thắp nến bắt đầu. Những cánh đồng cò bay thẳng cánh của sông nước miền Nam, cuộc sống đầy hiền hòa mộc mạc, một dãy giang sơn không hề ô nhiễm hay bị thiên tai, nơi trở thành giấc mơ của Đài Loan, Đại Hàn hay Tân Gia Ba, từng được mệnh danh là dừa lúa Đông Nam Á. Với một nền giáo dục cao đẹp được dung hòa bởi nền nho học và nền văn minh của Tây phương, miền Nam đã từng là niềm mơ ước khát khao của Phi Luật Tân và Thái Lan. Một Sài Gòn với những kiến trúc và con người đầy nhân văn, biểu tượng của một Á Châu đầy thanh lịch, sang trọng và tha thứ trong các y phục cổ truyền, được thế giới ca ngợi là hòn ngọc Viễn Đông. Một thể chế có nền cộng hòa sớm nhất ở khu vực, hứa hẹn trở thành một biểu tượng phát triển rực rỡ, một nền kinh tế phồn thịnh, giấc mơ của nhiều quốc gia Á Châu chỉ mong được phát triển bằng một phần của quốc gia mang tên Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có vỏn vẹn 20 triệu quân dân.
chỉ trong phút chốc thì tất cả những điều tốt đẹp đều tan biến. Chỉ một ngày định mệnh, cả dân tộc phải chìm trong đen tối địa ngục. Sài Gòn rơi vào cơn hoang mang đầy sợ hãi. Cả miền Nam bị bức tử, số mạng của dân tộc bị đẩy vào cơn lốc dữ. 30 tháng 4 1975, anh Dũng, ngày định mệnh mà quê hương bị tàn phá không ngừng nghỉ. 30 tháng 4 1975, hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những người lính đầy kiêu hùng trong cuộc chiến, đã bị đày đọa thân xác nơi rừng thiêng nước độc, trong những trại tù vĩ đại mang danh trại cải tạo lao động. Nhiều người đã bỏ mình trong những nấm mộ hoang đầy cỏ dại. 30 tháng 4 1975, hàng chục ngàn vợ con của những người lính đã bị đuổi ra khỏi nhà, bị cướp sạch tài sản, bị đày tới những vùng xa xôi hiểm trở, đầy bệnh tật và chết chóc. 30 tháng 4 1975, hàng triệu con em của dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị, bị đưa đi làm bia đỡ đạn tại Campuchia. Sau ngày định mệnh 30 tháng 4 1975, hàng triệu người đã liều mình vượt biển, vượt rừng để tìm đến bến bờ tự do. Sau ngày định mệnh 30 tháng 4 1975, hàng trăm ngàn người đã bỏ mình nơi biển khơi, nơi rừng sâu, cũng chỉ vì khát vọng tự do. Và cũng sau ngày định mệnh 30 tháng 4 1975, những đứa con mang dòng máu Lạc Hồng đã phải tản mát khắp nơi trên thế giới và trở thành những đứa con vong quốc. 800.000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị tù đày sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Gần 100.000 vợ con, gia đình của họ bị cướp nhà cửa và bị đuổi tới vùng kinh tế mới. Trên 1 triệu con em của các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam phân biệt đối xử và đẩy họ vào những cái chết đầy nghiệt ngã tại chiến trường Campuchia. Trên 1 triệu người Việt đã có mặt ở các trại tị nạn từ Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines tới tận Hồng Kông, trốn chạy chủ nghĩa cộng sản. Trên 100.000 người đã bỏ xác nơi rừng sâu ở biên giới Lào, Campuchia và những cuộc vượt biển kinh hoàng với nạn hải tặc trên biển cả mênh mông. 20 triệu người dân miền Nam Việt Nam đã không còn gì để ăn, phải ăn độn từ bo bo cho tới những khoai lang, trái ấu để sinh tồn. Và hôm nay, đánh dấu 44 năm kể từ ngày định mệnh 30 tháng 4 1975, những con dân nước Việt vong quốc lưu vong tản mát khắp mọi nơi trên thế giới đã chọn những mảnh đất tự do để làm quê hương thứ hai. Xin thắp ngọn nến linh thiêng để cầu nguyện và tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nền tự do của miền Nam và đã anh
dũng hy sinh trong những giờ phút cuối cùng trong cơn hấp hối của miền Nam Việt Nam 44 năm trước. Những người lính đã bỏ mình vì bệnh tật, vì sự đày đọa dã man của Cộng sản trong cơn say trả thù nơi các trại tù đầy khắc nghiệt. Những con em của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong tức tử tại chiến trường Campuchia. Những người vợ của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã qua đời trong sự nghiệt ngã khi bị đẩy lên rừng sâu nước độc vì cạm bẫy và bệnh tật. Những người dân đã bỏ mình trên biển cả mênh mông trong cuộc đào thoát vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc. Họ đã chết trong uất nghẹn, ôm niềm khát vọng xuống tận biển sâu và những cánh rừng nơi biên giới. Ngọn nến cầu nguyện hôm nay, chúng con xin cầu nguyện cho một nước Việt Nam vẫn đang bị tàn phá bởi chủ nghĩa cộng sản sẽ nhanh chóng có sự thay đổi, loại bỏ thứ chủ nghĩa vô thần độc hại, để hơn 90 triệu người dân có được đời sống công bình, bác ái, đầy đủ quyền con người, hạnh phúc, ấm no. Một đất nước Việt Nam đầy tự hào với dòng lịch sử mà tiền nhân đã dày công kiến tạo. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường
triền miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, bâng quâng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến giữa máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù bão tàn, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Và kính thưa quý vị, phần thắp nến vừa được tất cả mọi người chúng ta trong đêm nay đã thực hiện được, chúng con xin kính mời các quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cũng như là các quý vị dân cử và các quý vị quan khách, các quý vị trưởng thượng chúng ta an tọa. Và ca sĩ Anh Dũng trong một ca khúc rất là có ý nghĩa với phần thắp nến đêm nguyện cầu của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Cảm ơn anh Dũng, nhưng em đứng bên đây, em chờ trong chốc lát. Và bây giờ thì xin mời anh Quang Việt. Phó thị trưởng thành phố Westminster, bác sĩ Kimberly Hồ sẽ phát biểu cùng chúng ta. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý trưởng thượng và đồng hương, trong khung cảnh tưởng niệm trang nghiêm đêm nay đã nhắc nhở cho tất cả chúng ta ít nhiều những kỷ niệm đau thương của ngày Quốc hận 30 tháng 4 1975, cách đây gần nửa thế kỷ. Không một ai có thể quên đi những hình ảnh bi thảm vào những thời điểm sau cùng tại miền Nam, gây ra bởi cơn lốc bụi Hồng Cộng sản. Cửa nhà tan nát, gia đình ly tán, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ. Thảm cảnh của một dân tộc bỗng chốc mất đi tự do và độc lập. Đó là hậu quả của ngày Quốc hận 30 tháng 4. Vì thế, sáng ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố Westminster, dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Tạ Đức Chí, cá nhân tôi, nghị viên Nguyễn Mạnh Chí và những đồng viện khác, chúng ta đã có một ngày đại lễ tưởng niệm tháng Tư Đen 30 tháng 4 lần thứ 44 chính thức của thành phố, với sự tham dự của các nhân viên thành phố để nói lên tinh thần yêu chuộng tự do và dân chủ của cư dân thành phố Westminster. Trong đó, cộng đồng chúng ta là một nhân tố quan trọng. Trong giờ phút thiêng liêng quan trọng này, quý vị cùng chúng tôi, những người trẻ, là hậu duệ của các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta cùng thắp lên những ngọn nến để tưởng niệm đến công ơn của tiền nhân trải qua bao thế hệ thăng trầm, dày công dựng nước và giữ nước, vong linh của các đồng bào đã bỏ mình trên đại dương hay trong rừng núi, rừng sâu núi thẳm, trên đường mưu cầu tự do, thoát khỏi gông cùm cộng sản. An linh của quân công cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong những lao tù cộng sản. Và để bảo vệ chính thể tự do cho miền Nam trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Cũng nhờ sự hy sinh cao cả này của người dân miền Nam, chúng ta đã ngăn chặn được hậu quả thảm khốc của chủ thuyết Domino
ngày nay các sử gia cận đại đã phải nhìn nhận chính nhờ hậu quả đau thương ngày 30 tháng 4, 1975, mặc dù đưa tới một tai họa chính trị, địa hình cho Hoa Kỳ vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, là Hoa Kỳ đã mất ưu thế tại khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương để bảo vệ thông thương cho một hải trình trị giá hơn 5.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam với sự hy sinh của người dân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những nỗ lực của Hoa Kỳ tại đây đã trì hoãn làn sóng đỏ lan tràn xuống Đông Nam Á, giúp những quốc gia trong khu vực này hoàn thành một mức độ quân bình trong lĩnh vực chính trị và nền kinh tế tăng trưởng tột độ. Đặc biệt, cuộc đảo chánh đổ máu tại Nam Dương đã ngăn chặn được một cuộc cách mạng cộng sản tại một quốc gia rộng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Những ngọn nến quý vị thắp sáng đo trong đêm hôm nay sẽ là ngọn lửa tự do thiêng liêng, đánh động tâm thức hàng triệu người tại Việt Nam rằng họ đang sống trong một chế độ vô thần, phi nhân, kết cuộc chỉ đưa đẩy dân tộc vào con đường bị đồng hóa và nô lệ bởi ngoại nhân, và phải tự chính họ đứng lên để xóa bỏ chế độ này, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và truyền thống dân tộc. Thay mặt các dân cử thuộc thế hệ trẻ, tôi xin cảm tạ tất cả quý vị. Không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết giá lạnh, thời gian quý báu cùng gia đình đến đây để cùng đốt lên ngọn nến sáng tự do và công chính. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn Phó Thị trưởng thành phố Westminster, bác sĩ Kimberly Hồ. Và thưa quý vị, các anh chị em nghệ sĩ vẫn còn ở lại đây để tiếp tục cống hiến quý vị. Và chúng con chân thành cảm ơn các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo ngồi lại trong giờ phút này. Và chúng con cũng không quên cảm ơn các quý vị quan khách, các quý vị đồng hương vẫn còn ở lại nơi đây. Vì cũng như cá nhân con, sáng mai chúng con đều phải dậy sớm để đi làm. Quý vị cũng vậy, có phải không ạ? Và bây giờ chắc là quý vị sẽ không tiếc thêm một tràng pháo tay nữa, trở lại với ca sĩ Anh Dũng, phải không thưa quý vị? Cảm ơn chị Minh Phượng. Vâng, thưa quý vị, một bài hát được tiếp nối một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để nói lên tinh thần đoàn kết của người Việt chúng ta tại khu vực miền Nam California nói riêng và trên toàn Hoa Kỳ nói chung. Hải Ngoại Thương Ca xin gửi tặng đến cùng tất cả quý vị. Về cho thấy con thuyền nước Nam đi
vào mùa xuân mới xa, xa rồi ngày ấy ly ta. Tôi đi giữa trời bồi hồi, cờ bay phất phới quên chuyện ngày xưa. Mong sao nước Việt đời đời anh dũng oai hùng trên chiến thế giới, miệt miệt thương kết muôn hoa lòng, mặt đại dương sóng ta mưa ngào, đàn chim bé trong làn chiếc xanh yêu trời tự do Á Đông, thương về đồi núi xa xa. Tôi đi giữa trời bồi hồi, cờ bay phất phới quên chuyện ngày xưa. Mong sao nước Việt đời đời anh dũng oai hùng chen chân thế giới. Thời gian tóc pha đôi bông, mặt đại dương sóng to mưa ngào, đàn chim bé trong làn nước xanh yêu trời tự do Á Đông, thương về đồi núi xa xa. Đàn chim bé trong làn chớp xanh yêu trời tự do Á Đông, thương về đồi núi xa xa. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, câu lạc bộ tình nghệ sĩ trong tất cả các hoạt động của cộng đồng chúng ta, câu lạc bộ tình nghệ sĩ lúc nào cũng có mặt. Hôm nay câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ trình bày với chúng ta hai bản Vùng Lên Cứu Nước và Thắp Sáng Việt Nam. Bài này do nhạc sĩ Cao Minh Hưng và nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, trên tay các anh chị em trong ban hợp ca của câu lạc bộ tình nghệ sĩ có những ánh đuốc. Nếu quý vị còn những ngọn nến trên tay thì chúng tôi mong quý vị chúng ta cùng đốt những ngọn đuốc thật sáng để chúng ta chuyển ánh đuốc này về, đem ánh sáng dân chủ, tự do, nhân quyền đến quê hương Việt Nam, thắp sáng Việt Nam. Kính thưa quý vị, với ban hợp ca của câu lạc bộ tình nghệ sĩ ngay sau đây. Từ lòng dân ta thắp lên sáng ngọn đến thiên, đốt cháy âm mưu đen tối trên núi thăm bao quyền. Dừng con tim dừng xây tổ quốc, chưa con tim vùng lên yêu nước, xếp tay nhau đoàn kết một niềm ước mơ. Từng đêm đen Việt Nam nhiều kiếp người khổ đau, thắp sáng quê hương soi lúc quân ác ôn bao tàn. Diệt ngoài sân và quân hai nước, phải cương quyết vượt qua mới biết nhau một mũi con rồng cháu thiên. Đốt lên lên, đốt lên lên, đốt lên lên, đốt
lòng dân ta thắp lên sáng ngọn nến thiêng, đốt cháy âm mưu đen tối trên lối tham bao thuyền. Dừng con tim dừng xây cầu quốc, chiều con tim vùng lên yêu nước, xiết tay nhau đoàn kết một niềm ước mơ. Từng niềm đen Việt Nam nhiều kiếp người khổ đau, thắp sáng quê hương soi lối quân ác quân bao tàn. Ngoài sân và quân hai nước phải cương quyết vượt qua nguy hiểm, sát tay nhau một cuối con rồng cháu thiên. Đốt nên lên thắp sáng niềm tin hướng đi cùng mình, một tiếng hô một tiếng hô một tiếng hô đường đi hai lối nắng lên bình yên. Đốt nên lên thắp sáng Việt Nam tiến theo nhật quyền. Muôn vạn năm nay vẫn như dấu bao khoe quân đê hè. Đốt nhen lên thắp sáng niềm tin hướng đi cùng mình. Một tiếng hô, muôn vạn tiếng hô đường đi hai lối nắng lên bình minh. Đốt nhen lên thắp sáng Việt Nam tiếp theo nhiệm quyền. Một năm nay. Đốt nên lên, đốt nên lên thắp sáng niềm tin hướng đi cùng mình. Một tiếng hô. Tiếng hô đường đi cái lối nắng lên bình yên. Đốt nhen lên, đốt nhen lên thắp sáng Việt Nam tiến theo nhiệm quyền. Một nắm tay, một bàn nắm tay vượt như dấu bao phép quân đê hè. Một nắm tay, một bàn nắm tay vượt như dấu bao phép quân đê hè. Tiền nhân sẽ núi lấp sông, làm giang dỡ con dòng cháu tiền. Đã đến lúc toàn dân vùng lên, pha xịt xiêng đem lại tự do. Nước Việt ta còn lắm đau thương, vì bao quân độc tài dã man. Đã đến lúc toàn dân vùng lên, cứu nước nhà thoát vòng điêu linh. Vùng lên, dân Việt kiêu hùng, dân Việt kiêu hùng, tình đoàn kết mạnh hơn từ xưa. Vùng lên, vất cao cờ vàng, cho dân Việt muôn đời vẻ vang. Ngày thanh bình muôn nơi hân hoan, người Việt Nam hát khúc khai hoan. Ngày hùng cường nước Việt vang danh, cho dòng nói dòng Việt muôn năm. Công tiền nhân sẽ núi lấp sông, làm giang dỡ con dòng cháu tiền. Đã đến lúc toàn dân vùng lên, pha xịt xiêng đem lại tự do. Nước Việt ta còn lắm đau thương, vì bao quân độc tài dã man. Đã đến lúc toàn dân vùng lên, cứu nước nhà thoát vòng điêu linh. Vùng lên, dân Việt
dân kiêu hùng, tình đoàn kết mạnh hơn bao giờ. Bùng lên, bất cao cờ vàng, cho dân Việt muôn đời vẻ vang. Ngày thanh bình muôn nơi hân hoan, người Việt Nam hát khúc khai hoàn. Ngày hùng cường nước Việt vang danh, cho giọng nói dòng Việt muôn năm. Bùng lên, dân Việt kiêu hùng, tình đoàn kết mạnh hơn từ xưa. Bùng lên, bất cao cờ vàng, cho dân Việt muôn đời vẻ vang, cho dân Việt muôn đời vẻ vang. Và bây giờ cảm ơn anh Cao Minh Hưng. Và bây giờ thì xin quý vị tiếng hát của một người cựu quân nhân, và anh là nam ca nhạc sĩ Quốc Anh. Thưa quý vị, cảm ơn anh đã chờ đợi cho tới giây phút này. Và tiếp nối, chúng tôi còn có một số các nghệ sĩ, đó là các anh chị của ban Tù Ca Xuân Điềm. Và một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngồi tới giây phút này, và các anh chị em nghệ sĩ cũng chờ đợi. Quốc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, góp phần của mình trong đêm tưởng niệm 30 tháng 4 của nước Việt chúng ta. Tôi xin chọn một bài hát, một bài thơ được phổ từ bài thơ của thiếu tá biệt động quân Phạm Kim Khôi. Bài thơ vinh danh lá cờ tôn quý của Tổ quốc. Bài thơ mang tên Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đã phổ nhạc ca khúc này. Bây giờ ngoài trời lạnh lắm, quý vị cùng vỗ tay bắt nhịp với tôi cho bài hát được hùng và hùng hơn. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.
Và bài hát thứ hai mời quý vị nghe một bài hát của cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Mời quý vị nghe Một Mai Giã Từ Vũ Khí. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo. Em ơi, xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng chuyến lý hào sâu. Lỗ châu mai với những địa lỗi đã bao phen, máu anh tuôn chưa còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm thủy thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nước, cùng đàn trâu với cây đa khóm chúc bờ ngao. Có con đê với chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân anh, nay chỉ còn hoang phế dòng rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trâu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta cùng vòng tay mở rộng thân ái. Bao la cuốc chùa làng xa chiều lại vang bê bài lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thăm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thương đường này mơ ước bao lâu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang bên nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta cùng vòng tay mở rộng thân ái. Bao la chuông chùa làng xa chiều lại mang bê bài lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thăm mối tình quê, có con trâu có nương dâu,
thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang để bay lên khói ấm tình thương đất đường giàu thăm mối tình quê có con trâu có đường dầu ơi thiên đường này mơ ước. Toàn thể các anh chị em nghệ sĩ ban tù ca Xuân Điềm, xin mời anh Tuấn Minh, chị Tuyết Mai cùng ban tù ca Xuân Điềm. Và rất tiếc là mấy ông cảnh sát đang đứng đó và chỉ cho chúng ta thêm 5 phút. Mời Phượng Mai, mời hết các nghệ sĩ. Và chị Nguyệt Ánh thì đã lên đường để trở về lại Washington DC trong chuyến bay đêm, thưa quý vị. Và chị đã gửi lời rất là cảm ơn quý vị. Xin mời các quý vị dân cử lên cùng với ban tù ca Xuân Điềm để chúng ta cùng nhau gửi đến toàn thể quý vị và cũng ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Thì thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị cho tới giờ phút này. Và chúng tôi cũng mong là các quý vị thanh niên có thể giúp cho bằng cách chúng ta trước khi ra về hãy xếp ghế lại. Và cũng như các quý vị cao niên, chúng con xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị. Và xin quý vị ra về trong tối nay chúng ta ngủ một giấc thật ngon, vì đã cùng với các anh chị em nghệ sĩ và ban tổ chức, chúng ta đã làm một công việc rất là có ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Cảm ơn tất cả quý vị. Đã là trong hát cười đưa vang vẫn còn Việt Nam
chiều con tim này còn chiều khối kiêu hùng. Dân chẳng có bao giờ làm cơm nhanh như đông cùng nhìn về mơ xa xăm. Ra trên mồ hôi nhẹ nhàng còn lòng dân ơi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta còn cho con chưa còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân nam. Làm người ngang tàng điểm mặt này của dân gian. Rơi những ai gục xuống rơi dày hồng cường đi lên. Ta thơ thành văn lan rộn lại dương ra thiên này trao miệt mài từng giờ qua cười ngạo nghe đi trong câu những khôn mùi chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên và trong hát cười đùa vang vang còn Việt Nam chiều con tim hay còn chiều khối kiêu ban tổ chức xin được cảm ơn ban tổ ca Xuân Điềm.